Nuôi gà cả năm đến ngày làm thịt, thanh niên làm lông xong nhìn con gà mà ứa nước mắt. Mới đây, một thanh niên đã đăng tải một đoạn clip nhờ cộng đồng mạng tư vấn giải quyết một ca vô cùng khó. Theo đó, anh đã nuôi một con gà cả năm trời, nhìn bên ngoài cũng mập mạp tốt tướng nên quyết định làm thịt đãi cả nhà. Thế nhưng tới khi làm lông xong, anh nhìn vào con gà mà hai hàng nước mắt nó rơi. Con gà được cho là siêu nạc, sau khi làm lông thì lộ nguyên hình, không có tí thịt nào, chỉ toàn là da bọc xương. Trong sự bất lực, anh thanh niên đành phải nhờ cộng đồng mạng góp ý xem nên nấu món gì với con gà siêu thịt này. Sau khi đoạn clip được đăng tải, dân mạng đã vô cùng nhiệt tình tư vấn vô số cách chế biến độc đáo. Một số bình luận của dân mạng để lại: hay là mình nấu cao đi anh, hậu quả của việc uống giảm cân quá liều, khìa nước dừa là lựa chọn của tôi, lăn bột chiên giòn là ngon nhất, triệu hồi thánh nấu cơm 5K tấp tấp, mát tay quá trời mới nuôi được con gà chất vậy, không biết con gà đã có cuộc sống khổ sở đến thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.